Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Baiga, rừng Besaka, vườn Nai. Rồi gia chủ Nakulapita đi đến đảnh lễ bạch Thế Tôn. Kính bạch Đức Thế Tôn, con đã già, tuổi đã lớn, thân bệnh hoạn, luôn ốm đau. Mong Đức Thế Tôn hãy giảng dạy cho con, để con được hạnh phúc, an lạc, lâu dài. Đức Phật nói, này gia chủ, thật sự là như vậy. Thân của gia chủ là bệnh hoạn, là ốm đau, bị ô nhiễm che đậy. Này gia chủ, ai mang cái thân này lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ trong một phút, người ấy phải là người thiểu trí. Do vậy, này gia chủ, cần phải học tập như sau. Dầu cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh. Như vậy, này gia chủ, đây là điều gia chủ cần phải học tập. Bài kinh này được Đức Phật nói trong kinh Tương Ưng Bộ 3, chương 1, phẩm Nakulapita, phần Nakulapita, do nhà xuất bản Tôn Giáo Ấn Hành năm 2000, trang 9. Khổ đau lớn nhất của con người không phải là do bệnh, mà do chấp thủ thân này là tôi, là của tôi và tự ngã của tôi. Thật ra, chẳng có gì trong bốn đại và năm uẩn này đích thực là của tôi cả. Vì không phải là tự ngã, nên ta không thể bắt bốn đại vận hành theo mong muốn của riêng mình. Ta khát khao được khỏe mạnh, trường thọ, trong khi bốn đại cứ lạnh lùng vận hành theo hướng già chết. Phải quan sát để thấy rõ ràng không chỉ thân thể mà cả cảm thọ, tri giác, tư duy và nhận thức không có chủ thể, không phải là tôi. Nhờ thấy rõ như vậy, khi năm uẩn thay đổi, biến hoại, mục nát, thì người con Phật vẫn thản nhiên, không sầu bi, khổ ưu não. Đây chính là tuệ giác lớn mà Đức Thế Tôn đã huấn thị cho gia chủ Nakulapita thực tập để vượt thoát khổ đau, già bệnh. Và cũng chính là điều mọi người con Phật phải thực hành nhằm đạt đến bình an. Bởi thật sự là dầu cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh.